hôm nay về Việt Nam giờ này đi biển Hàn Huế. Chính ra chạy xuống đấy khoảng nửa tiếng thôi. Từ từ chụp nó lại chụp. Rồi coi xuống tắm đi. Trời rất là nóng đó. Rồi được rồi đó. Đây là ngày 16, ngày hôm qua là rất là đông, ngày hôm qua 5 tháng 5 rất là đông.
điểm với cô ha. Dạ. Biển Đông Nam là rộng lắm, từ chỗ dưới này lên chỗ kia. Biển với ông bé nằm biển dưới không gia đình. Nãy bọn em muốn đọc rác à. Rồi đi xuống tạm đi. Giờ này ra biển là tắm nó quá đà luôn. Đấy Sơn, đấy.
Đây. Vậy chị đây người bạn mình lọc này đó. Dạ, cho miếng nước mắm luôn. Dạ. Cho chén cho tô nước mắm, cho tô nước mắm chấm bên lọc. Chút nữa, chút nữa. Ngoài mà cũng đi đá tắm biển nữa. Đó, tại ngoài cũng đi đá tắm biển cho mát. Bãi biển rất đẹp. Con đá tạm con. Ừ, bên này ăn gì vậy? Đấy, ăn gì vậy? Ăn đó gì ngon rồi chưa tạm à? À mới về hả? Ăn lấy sức rồi đó tạm phải không? Ờ, chào cả kia. Ok. Hai tầm rồi hai. Đen này đó.
lại.